Đó. Chị Long tốt luôn, chị Long rồi. Long vãi nhờ bà. Chị Long bên này thì chị Long cũng con con năm luôn ha. Dạ, ekip đâu mất tiêu hết trơn rồi cả nhà ơi. Không thấy ekip đâu hết trơn. Ekip đâu hết rồi anh? Không biết nữa, không thấy ekip đâu hết. Dạ. Ê kiếp là bị quá kiếp rồi. Anh cầm cho mấy cái điện thoại này, đi kiếm mấy kiếp. Ờ, kiếm mấy kiếp đi. Dạ, hơn đốt rồi kìa. Một chai cũng cầm. Thì bây giờ là đang dọn đồ và cúng cơm cho cậu buổi trưa nha. Thì có chị Hồng Loan ở ngay ở đây thì sẵn tiện là để chị cúng coi cậu luôn ha cả nhà ha. Là một cái xịp mà nói chung là may mắn là trùng hợp dữ lắm thì Bắp mới gặp được chị luật sư và chị Hồng Loan. Cắm lên trên kia chị. Cắm ở trên lưu hương mình luôn á chị ơi. Quá tuyệt vời quý vị ơi. À đây chị lên là giờ này ngay là giờ cúng cơm cậu luôn. Thì sẵn tiện là chị phải cúng cơm cho cậu thôi cả nhà ơi. À, chị luật sư đang gấp cơm, gấp đồ ăn cho cậu nha cả nhà. À, chị luật sư đã gấp đồ ăn cho cậu Năm. Để chị Hồng Loan gấp đậu bắp cho cậu Năm. À, này ở dưới quê mình kêu là cà bắp nha cả nhà. Đậu bắp cũng được nè. À, quá. Em người miền Tây nên em hay kêu cà bắp á chị. À, cô bắp là em. Cô bắp là em. Khán giả cũng là chụp hình với chị Hồng Loan. Dạ quay qua bên đây cho tụi em chụp với. Rồi cảm ơn, quá đẹp. Chị Nhi kìa, chị Nhi kìa. Đó chị Nhi kìa. Nhi đi chung á. Nhi đi chung hả? Tưởng chị Ngọc Nhi 3290 của mình chứ. Ơi, thả tim luôn, mình cũng chụp một tấm thả tim đi ha. Thả tim ha. Thì khán giả rất là yêu quý chị Hồng Loan nha. Hôm nay là gặp hôm nay là chị luật sư ơi, vô chụp một tấm đi chị luật sư ơi, cho em xin một tấm hình nha. À, vô chụp đi. À. Dạ chị ơi, cho em xin một tấm quay 360 độ qua bên này luôn với ạ. À. Sao tối quá vậy? Chắc không được sáng đó chị ơi. Chắc không được sáng, mở sáng lên, mở sáng lên tí. À, chị Hồng Loan đang chụp hình với khán giả nha cả nhà. Thì chị cũng mới vừa cúng cơm cho cậu Năm xong, đang chụp hình với khán giả. Và nãy giờ khán giả cũng thả tim và tùm lum tùm la, rất là like rất là nhiều nha cả nhà. Coi like chia sẻ giùm em nha. Thì ba anh em của tụi em đang đứng ở đây thì gồm có là Nắng Sưng ở đằng sau lưng của em và Tài 66 Vlog, và em là Cùi Bắp 365 nha cả nhà. Để chia sẻ giùm cho anh em tụi em đi.
cầm được anh bóc cầm luôn ha. Dạ, 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 cho em xin một tấm ở bên này luôn đi. Dạ, bên này là số số ít nè cả nhà ơi. Dạ, chị luật sư ơi, với lại chị Loan ơi, cho em xin một tấm nha. Dạ, dạ, cho em xin một tấm nha. Chị luật sư chụp chung ha. Dạ, lấy nguyên đúng không? Em sẽ lấy nguyên cho chị luôn. Đúng vậy là mình chụp 4 đó nha, có cậu nữa. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Quá đẹp cả nhà. Rồi, em chụp chị tấm đi. Đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ. Dạ, bữa nay em sẽ xuống ủng hộ bánh trung thu nha chị Hồng Loan. Dạ. Dạ, chúc chị Hồng Loan mua may bán đắt nha. Bữa nào chị dẫn bé Bun lên nha chị Hồng Loan. À, bây giờ mình đưa chị Hồng Loan với lại anh chị luật sư ra xe về nha cả nhà. Tại vì trời ở đây là thấy đen thui rồi đó. Để anh chị với lại Hồng Loan lại đây nữa một chút nữa chứ ướt mẹp luôn quá. Trên đường đi thì mưa khúc đuôi với khúc đầu, khúc giữa không có mưa. Không biết hôm nay sao kỳ. À, thì ở đây mình có mới YouTube bảo vệ cho Hồng Loan với luật sư nữa nè. Cảm ơn các bạn. Dạ, em chào anh chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Chào anh nha. Chào anh chị Loan về sự gặp và làm may mắn nha. Chị lái cái vậy. Đúng rồi. Chị là nữ tài xế. Chào anh, chúc anh sức khỏe. Chị về luôn đi, đi luôn đi. Chị chào. À, thì bây giờ Bắp đã đưa chị Hồng Loan và anh chị luật sư lên xe để về rồi nha cả nhà ơi. Thật là một cái sự may mắn và trùng hợp là Bắp mới vừa lên tới là gặp được chị Hồng Loan luôn á cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Video của Bắp tới đây là xin kết thúc ạ. Ôi, có quay gì nữa không nè? Quay gì nữa không? Phải tắt. Chưa đủ, chưa đủ. Có lẽ là chị luật sư đi cùng với anh luật sư cùng với lại chị Hồng Loan lên đến tới đây là thắp nhang để xin cậu một cái điều gì đó thuận buồm xuôi gió, may mắn đó cô chú anh chị. Thật sự là rất là bất ngờ, trước khi chị lên đó là có một cái cơn mưa, có một cơn mưa rất là bất chợt cô chú anh chị. Lên đây cũng thắp hương rất là nhanh, lao bàn thờ cho cậu. Nói chung là chị Hồng Loan mà mỗi lần đến đây là đều dành một chút thời gian là để lau mộ cho ba, đó, lau mộ cho ba của chú anh chị. Cho dù có bận rộn như thế nào thì cũng lau mộ cho ba của chú anh chị. Đây. Rồi bây giờ có thể là em ghi hình được không chị? chị cứ tự nhiên ha. Dạ. Đó. Dạ. Để em kể câu chuyện này. Dạ. Để em kể câu chuyện này cho khán giả nghe cái. Đó. Em đứng từ xa chị cứ tự nhiên ha. Rồi